Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo. Chủ đề 9, bài 50, chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông. Trước hết là các em vào phần khám phá chu vi hình tam giác, hình tứ giác. Bạn Mai nói, mình dùng sợi dây đồng uốn thành hình tam giác này. Bạn robot nói, chiều dài sợi dây là chu vi hình tam giác. Rồi, các em hiểu là sợi dây đồng uốn thành hình tam giác thì chiều dài sợi dây chính là tổng độ dài ba cạnh của cái hình tam giác này. Robot nói chiều dài sợi dây là chu vi hình tam giác. Theo lời của robot thì chu vi của hình tam giác chính là tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác này. Rồi, để cụ thể hơn thì chúng ta có ví dụ sau. A. Các em quan sát hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là 2 cm, 3 cm, 4 cm. Tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác ABC là, các em lấy 2 cộng 4 cộng 3. 2 cộng 4 cộng 3 bằng 9 cm. Ta nói chu vi của hình tam giác ABC là 9 cm. Như vậy, muốn tính chu vi của một hình tam giác thì các em tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác đó. Rồi, câu B. Hình tứ giác MNPQ có 4 cạnh với độ dài lần lượt là 3 cm, 4 cm, 5 cm và 2 cm. Tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác MNPQ là 3 cm cộng 4 cm cộng 5 cm cộng 2 cm. 3 cộng 4 cộng 5 cộng 2 bằng 14. 14 cm. Ta nói chu vi của hình tứ giác MNPQ là 14 cm. Như vậy, để tính chu vi của hình tứ giác thì các em tính tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác đó. Tóm lại, tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vi của hình đó. Rồi, như vậy là các em chỉ cần ghi nhớ, muốn tính chu vi của hình tam giác, các em tính tổng độ dài ba cạnh. Muốn tính chu vi của hình tứ giác, các em tính tổng độ dài 4 cạnh. Và lưu ý, độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo. Nếu là cm thì phải là cm hết. Nếu là dm thì phải là dm hết. Rồi, các em đã hình dung ra chưa? Độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo thì chúng ta mới tính chu vi nha. Chưa cùng đơn vị đo thì các em phải đổi cho cùng đơn vị đo, sau đó mới tính chu vi. Tiếp theo, các em vào phần hoạt động. 1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là A. 7 cm, 10 cm và 14 cm. Chúng ta vừa học ở trên, muốn tính chu vi của hình tam giác
thì chúng ta làm thế nào? À, các em tính tổng độ dài ba cạnh của cái hình tam giác đó. Nhưng nhớ là các cạnh phải cùng đơn vị đo. Rồi chúng ta có mẫu như sau. Chu vi hình tam giác là, các em tính tổng độ dài ba cái cạnh này. Ta thấy ba cạnh này có cùng đơn vị đo đều là cm đúng không? Vậy các em lấy 7 này, cộng 10 này, cộng 14 này, bằng bao nhiêu? À, bằng 31. Đơn vị đo là cm. Đáp số là 31 cm. Rồi tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em tính chu vi hình tam giác đối với câu B và câu C. Rồi cụ thể thì các em tham khảo như sau. Câu B. Chu vi hình tam giác là, các em tính tổng độ dài ba cạnh thôi. 20 cộng 30 cộng 40. 20 cộng 30 bằng 50. 50 cộng với 40 bằng 90. Đơn vị đo ở đây là decimet. Được chưa? Đáp số 90 decimet. Rồi câu C. Chu vi hình tam giác là, các cạnh này đã cùng đơn vị đo rồi này. Vậy các em cứ tính tổng độ dài ba cạnh thôi. 15 cộng 20 cộng 15 bằng 50 đúng không? 50 decimet. Đáp số là 50 decimet. Bài 2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là. Rồi trước hết là các em làm câu E. Muốn tính chu vi của hình tứ giác thì chúng ta làm thế nào? À, các em tính tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác đó. Nhưng nhớ là 4 cạnh phải cùng đơn vị đo. Câu E này, các em thấy 4 cạnh đã cùng đơn vị đo chưa? À, đều cùng đơn vị đo là decimet rồi. Vậy chu vi hình tứ giác là 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 bằng bao nhiêu? À, bằng 18 đúng không? 18 decimet. Chỗ này là decimet thì chu vi phải là decimet. Chỗ này là cm thì chu vi phải là cm. Rồi các em nhớ đáp số. Câu B. Chu vi hình tứ giác là 10 cộng 15 cộng 10 cộng 15. Rồi các em tính xem bằng bao nhiêu? Bằng 50 đúng không? 50 decimet. Đáp số là 50 decimet. Và các em lưu ý, đối với hình tứ giác ở câu B này, nó chính là hình chữ nhật. Có chiều rộng là 10, chiều dài là 15. Có đúng không? 10 này, 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15. Có đúng là chiều rộng bằng chiều rộng và bằng 10 decimet. Chiều dài bằng chiều dài bằng 15 decimet. Đúng không? Để tính chu vi của cái hình chữ nhật, ngoài cách tính như thế này thì chúng ta còn có một cách tính khác. Cụ thể như thế nào thì các em sẽ học ở video sau. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 3. Robot dùng đèn nháy để trang trí thuyền như hình vẽ. Hỏi chiều dài đoạn dây đèn nháy là bao nhiêu cm? À, để tính chiều dài đoạn dây đèn nháy,
Tức là các em tính chu vi của cái hình tứ giác này, đúng không? Vậy chiều dài đoạn dây đèn nháy là các em tính chu vi của cái hình tứ giác này. Tức là các em tính tổng độ dài bốn cạnh của cái hình tứ giác này. 25 này, cộng 60 này, cộng 25, cộng 40. Đúng không? Các em bấm tạm dừng video và các em tính xem chúng ta được kết quả bao nhiêu. À, bằng 150 đúng không? 150 cm. Đáp số là 150 cm. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc cái mộc tốt.